Hi, xin chào toàn thể anh chị em đang xem kênh Xe Cũ Bình Dương. Thì lời đầu tiên Hoàng xin chúc toàn thể anh chị em đang xem video luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. Rồi hôm nay thì Hoàng tiếp tục quay bán chiếc xe Future Neo FI đời 2009. Thì xe thì cũng còn khá là đẹp, còn tình trạng xe thì cũng rất là êm luôn. Thì không để anh chị em chờ đợi lâu nữa, thì Hoàng sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh chị em cùng xem, rồi sẽ báo giá trong cuối video, anh chị em nhớ theo dõi nha. Rồi thì trước khi mà thì view cận cảnh thì Hoàng sẽ quay tổng thể một vòng cho anh chị em xem nha. Thì xe này thì cũng hiện tại đang ở khu vực Bình Dương nha anh chị em. Anh chị em nào ở khu vực gần mà có nhu cầu muốn mua sử dụng thì hãy liên hệ trực tiếp alo với Hoàng ha, rồi Hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị em đến xem xe trực tiếp luôn. Còn giá cả như thế nào thì cuối video Hoàng sẽ nói giá cho anh chị em cùng biết luôn. Thì xe này thì tình trạng thì đã rút hồ sơ rồi luôn nha anh chị em. Anh chị em mua về thì chỉ việc nhập hồ sơ vô thôi, nhập ra bên chính chủ của mình luôn thôi, rất là tiện lợi. Thì thường là xe Hoàng đang bán là một là chính chủ, hai là rút hồ sơ sẵn để tiện lợi cho anh chị em về việc chính chủ sang tên gì luôn nha. Rồi thì cũng quay xung quanh một vòng và thì mình sẽ vào chi tiết xe nha anh chị em. Rồi thì cái trên phần đầu đèn nè, theo như Hoàng xem thì cũng còn hai cặp gương zin luôn nha anh chị em. Kính zin của sau xe. Thì xe này thì tổng thể nhìn bên ngoài thì cũng còn khá là đẹp. Dàn áo zin theo xe thì nói chung nó cũng không được bóng đẹp sáng lắm, nhưng mà nói chung tương đối thì cũng không có chạy xước gì nhiều. Rồi, đây là cái phần mũi dài trước. Có mấy điểm hơi chạy nhẹ nha anh chị em. Thì mấy tình trạng này xe sử dụng lâu năm thì cũng khó tránh khỏi mà chạy xước gì. Nhưng mà nói chung nhìn tổng thể thì cũng còn khá là đẹp. Rồi thì Hoàng sẽ quay trên phần bánh trước nha, phuộc heo dầu. Đây là phần phuộc và ốc heo dầu. Thì nhìn thì cũng còn rất là đẹp nha anh chị. Hoàng sẽ để cho anh chị em xem luôn. Mâm thì nước sơn zin của mâm cũng thấy cũng còn khá là đẹp nha anh chị em. Rồi, Hoàng sẽ quay qua bên phần bên trên cho em xem. Đây. Theo như Hoàng nhìn thì phuộc trước này thì có dặm lại rồi nha anh chị em. Phuộc thì có dặm sơ qua đây. Nhưng mà rồi Hoàng sẽ quay dài về phía sau nha. Đây là cánh yếm bên trái nè. Rồi đây là bên phần lốc vô lăng nha anh chị em. Thì bên là phần nắp vô lăng này thì cái vàng bạc nó là nước sơn zin luôn nha. Chỉ là có mấy chỗ hơi bông nè, có mấy điểm chỗ này đó, nó hơi bông chút nè, nó nổ á. Đuôi cá thì còn rất là đẹp. Dàn ốc thì cũng còn rất là tương đối, còn sáng nha, rất là đều, đẹp luôn. Rồi đây là bách nhôm gắt chân nè, đây cao su gắt chân sau. Rồi đây là phuộc. Như là phuộc này có thay rồi nha anh chị em. Nhưng mà theo Hoàng là phuộc như cũng phuộc zin hãng. Rồi đây là dàn ốc nè. Hoàng để cần sát sát vô cho anh chị em dễ nhìn ha. Nước sơn zin của mâm thì ở chung cũng còn khá là đẹp nha anh chị em. Sẽ quay cái số 09 vẫn là mâm zin. Rồi Hoàng sẽ qua phần bên đây nha anh chị, bên phần má thắng. À,
Thì mấy tháng này như là cũng có dập rồi anh cha. Mình thấy nước sơn này nó hơi bóng bóng rồi. Theo mình nghĩ là vậy. Đây là bô. Bên ngoài bô thì cũng còn rất là đẹp nha anh cha. À, xe này mới rửa nè, anh chị em. Đóng ô. Đây là bên phần bên trong gấp anh chị. Xe tương đối cũng còn khá là đẹp. Rồi, đây là bên phần cốt. Anh chị em xem ha. Bên phần cốt thì Hoàng thấy cũng còn rất là mới anh chị, chưa dấu hiệu xét gì hết. Đây, lốc nồi thì vẫn là nước sơn zin luôn anh chị em. Có mấy chỗ nó hơi bong sơn nè. Đó, trong đây anh chị em cũng thấy rồi. Rồi để Hoàng xem kỹ. À, xe này thì theo như sớm Hoàng xem thì chưa có dấu hiệu tháo nồi nha anh chị em. Để chút mình test tiếng máy nghe thử luôn ha. Rồi, thằng Thắng thì người ta đang xài. Cái này bọc hơi cứng quá. Thôi bỏ qua đi. Rồi đây là cái trên phần đầu máy nè anh chị em. Hoàng sẽ để lâu lâu cho anh chị em xem luôn ha. Tại điện thoại của bắp thì nhiều khi để quay nhanh quá nó không có lấy nét được. Để qua phần bên đây thì dễ quá. Rồi Hoàng sẽ quay xuống cái phần dưới luôn. Đây là phần dưới lường nè anh chị. Chung là xe cũng khô ráo sạch sẽ, không có xì nhớt kia gì hết nha anh chị em. Rồi, bạn sẽ lên phần trên. À, mở yên cho anh chị em cùng xem luôn. Đây là mấy công tắc xi nhan. À, mở yên sẵn rồi. Rồi đây là phần cây dắt sau nè. Cảng nè. Và bình xăng lớn nè. Thì bình xăng lớn thì vẫn là nước xăng zin luôn anh chị. Mình thấy cũng còn rất là bóng đẹp nha. Ở bên trong để đồ. À, da yên này như mình không biết có lợp chưa, mình thấy cũng giống da yên zin anh chị em nhìn. Hỏi có lúc mà mua lại của chủ xe thì bảo là da yên zin luôn, mình coi thì nói chung là cũng có dấu hiệu, ảnh nói là có tháo ra có gách rồi may lại, nhưng mà mình không thấy quan trọng về mấy cái vấn đề đó nha chị. Đấy, nói chung là xe thì tương đối nhìn cũng còn khá là đẹp, thì cái giá hợp lại là được thôi. Rồi, Hoàng không nói nhiều nữa, Hoàng sẽ nổ cái tiếng máy cho anh chị em cùng nghe ha. Không, guarantee nổ rất là chuẩn luôn nha anh chị em. Nổ thì thầm luôn. Để Hoàng lên gà thử có gà khói trắng khói đen gì không nha anh chị. Nhiều khi nói xe ngon mà thấy bên ngoài đẹp mà máy móc thì nó gà khói này kia đồ mua mất công rồi làm máy này kia mất giá trị xe thì nó cũng không có còn ngon lắm. Đó, Hoàng nghe thì bên ngoài thì máy nổ rất liêm luôn. Đó. Nè, đây trên phần đầu máy thì có tiếng chạch chạch của kim phun nè anh chị. Đây là bên phần trong của kim phun nè. Đó, chỉ vậy thôi. Đó, máy thì nghe rất là chắc, nổ im luôn nha anh chị em. Rồi thì có thể cũng quay cận cảnh xung quanh bên ngoài là dàn áo
rồi dần chân, dần bà nước sơn bạc mâm, rồi cũng cắt chi tiết trên xe thì Hoàng thấy quay nhiêu đó thì cũng tạm đủ ha. Anh chị em mà xem như về cũng đánh giá được xe rồi. Còn anh chị em nào mà có nhu cầu muốn mua sử dụng thì ở khu vực gần Bình Dương thì đến trực tiếp để mình thương lượng giá cả và xem xe kỹ hơn nha. Giá cả thì con này Hoàng cũng nói luôn 42 triệu bao rút hồ sơ đó. Không phải là bao nhưng mà hồ sơ thì cũng đã rút sẵn ra rồi. Đó, anh chị em mua mà thì việc đem về nhập ra coi mình thôi. 42 triệu hồ sơ cầm tay có sẵn. Đó, nói vậy đi cho lẹ. Không nói vòng vòng. Đó, bên đây mình mua bán rất là dễ luôn. Anh chị em nào mà nhiệt tình đó, mau lẹ sẽ bớt nhiều cho anh em quyền cà phê quyền xăng luôn ha. Rồi cuối video thì Hoàng xin kính chúc toàn thể anh chị em có một ngày thật là vui vẻ nha. Hẹn anh chị em video lần sau nha. Nhớ đăng ký kênh Hoàng nha để xem được nhiều xe hơn. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.